Nếu ngày hôm nay mà bạn không làm được việc gì cả thì cũng đừng lo lắng, bởi vì tôi thường xuyên trong cái trạng thái như vậy. Đừng lo lắng, bởi vì đó chỉ là một cái cảm giác mà tôi đọc trong cuốn sách của Dan Sullivan, nó chỉ là gap, tức là khoảng cách mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không làm được việc gì bởi vì chúng ta mãi xem những người mà ta cho là hào nhoáng ngoài kia, những người mà thành công ngoài kia, họ giỏi quá, họ thế nọ thế kia, xong họ mình so sánh với mình và mình nghĩ rằng ôi mình thật chẳng làm được cái thứ gì, và mình mất niềm tin vào bản thân và mình đau khổ, đúng không nhỉ? Mà đau khổ nó sinh ra bệnh tật, mất niềm tin, mất hành động thôi. Cho nên là đây là một cái bài học mà tôi nhận ra rằng là cách để tôi xử lý những cái lúc mà tôi nghĩ rằng là tôi không làm được gì, thì hãy soi lại năm 2015, ngày đấy tôi cũng chẳng biết gì trên internet. Và năm 2019, các cái thông điệp bán hàng của tôi, những website bán hàng của tôi, các cái kênh tôi làm, bây giờ tôi nhìn lại tôi phát tởm lên được. Tại sao thời đấy tôi lại có thể làm những thứ nó điên rồ, nó tồi tệ như vậy? Có nghĩa rằng là đến thời điểm này, cái trình của tôi nó đã cao hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình đã phát triển được rất là nhiều. Vậy thì như nào? Hãy soi lại quá khứ của bạn cách đây 10 năm, 5 năm, 1 năm trước xem. Đó mình làm quá tệ cái thứ này và bây giờ mình làm tốt hơn đâu nào? Để mình thấy rằng là mình tiến bộ. Khi bạn thấy bạn tiến bộ thì bạn sẽ hạnh phúc. Bạn hạnh phúc thì bạn mới muốn làm việc tiếp, đúng không nào? Tất nhiên mình vẫn phải có những cái tham vọng lớn lao. Nhưng mà mình phải tự đo mình với ngày hôm qua, hôm kia, tuần trước, với 2-3 tuần trước hoặc năm trước, để mình thấy rằng là mình có sự tiến bộ mà mình bắt đầu bám theo đó để mình đi lên. Không cần so với ai ở ngoài kia cả. Bởi vì mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau, mỗi người có sự phát triển khác nhau. Tôi tin rằng là bạn là người đặc biệt nhất trên thế giới những cái thứ bạn làm, và tôi cũng là những người đặc biệt nhất trên thế giới cái thứ tôi làm, ok không nào? Chứ không phải là người giỏi nhất. Cho nên là mỗi khi cảm thấy rằng là mình không làm được cái thứ gì thì đừng buồn, đừng lo lắng bạn nhé. Cảm ơn bạn đã xem cái video của mình và làm. Xin chào và hẹn gặp lại.